Mô hình chợ du lịch ở các quốc gia phát triển đã nổi tiếng khắp trên thế giới bởi sự nhộn nhịp và quyến rũ khách du lịch quốc tế. Chợ nổi tại Thái Lan, chợ hải sản Nhật Bản, chợ ẩm thực Chinatown, chợ nông sản tại châu Âu. Và lần đầu tiên, chợ du lịch quy mô lớn nhất xuất hiện tại Lào Cai. Lào Cai, một thành phố tươi đẹp, con người hiền hòa, thân thiện, mến khách, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Chợ du lịch Lào Cai hứa hẹn trở thành tâm điểm mới của du lịch Lào Cai, một điểm dừng chân không thể bỏ qua cho bất kỳ du khách nào đặt chân tới miền Tây Bắc vang danh này. Tọa lạc tại vị trí trung tâm thành phố, trên mặt đường Nguyễn Huệ, phường Phố Mới, với bốn mặt tiền hướng ra các phố lớn, cách ga Lào Cai 170m và cửa khẩu quốc tế Hà Khẩu 1,2 km. Đây cũng chính là điểm mà bất kỳ tour du lịch tâm linh hay du lịch văn hóa đến Sapa, Phan Xipang, Đền Thượng, Đền Mẫu đều sẽ đi qua, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm mới của Lào Cai, một điểm dừng chân không thể bỏ qua của bất kỳ du khách nào khi đặt chân tới miền Tây Bắc vang danh này. Nổi bật với thiết kế hiện đại, đan xen truyền thống, với điểm nhấn mặt đứng là các cột cao từ mặt đất đến mái, kết hợp với chất liệu màu xanh chủ đạo, cùng chi tiết cổng vòm cách điệu, gợi nhớ nét cổ điển, làm nên một công trình vô cùng ấn tượng. Chợ có quy mô gần 11.500m², 5 cổng vào lớn, 3 thang máy hiện đại cùng với tầng hầm để xe rộng hơn 7.000m². Đặc trưng của khu chợ chính là nét kiến trúc vừa truyền thống vừa hiện đại. Đây là điểm nhấn thật sự khác biệt, là thỏi nam châm thu hút khách du lịch, tạo nên giá trị thương mại rất lớn cho các kiosk mặt tiền chợ. Bao quanh toàn bộ mặt ngoài chợ là 66 căn kiosk thương mại được trang bị cửa kính đảm bảo tính thẩm mỹ và an toàn cao. Mỗi căn kiosk 3 tầng, nhưng có 5 tầng sử dụng với tầng hầm chứa hàng và gác lửng giúp tối đa hóa công năng sử dụng. Lõi trong của chợ gồm 3 tầng thương mại với 557 gian hàng chợ truyền thống tại tầng 1. Mỗi gian hàng đều có 2 mặt tiền, tạo điều kiện thuận lợi cho cả tiểu thương buôn bán và khách tham quan. Tại đây, du khách vừa có thể thỏa sức khám phá những món đồ truyền thống riêng có của vùng núi phía Bắc, mà còn được thả mình theo tiếng khèn, điệu múa uyển chuyển của những chàng trai, cô gái vùng cao dập dìu tại khu vực sân khấu lớn. Khu dịch vụ tổ hợp tại tầng 2 đáp ứng mọi nhu cầu của du khách và mang đến những phút giây giải trí đỉnh cao tại các gian hàng thương mại đẳng cấp. Khu vui chơi trẻ em, bể bơi dưới tầng hầm kết hợp với các tiện ích khác như bar, cà phê, rạp chiếu phim và phòng karaoke sôi động chất lượng cao. Không gian dịch vụ tại tầng 3 mang đến những đặc biệt riêng biệt cho các thượng khách, không chỉ là những phút giây thư giãn tại khu spa, khu gym mà còn là những trải nghiệm đa dạng với những dịch vụ thú vị tại chợ hải sản. Thưởng thức những hương vị độc đáo tại khu nhà hàng Á Âu. Hàng ngàn điều thú vị đang chờ đón bạn tại nơi đây. Đến với chợ du lịch Lào Cai, mọi nhu cầu từ vui chơi giải trí đến văn hóa ẩm thực, lưu trú hội họp đều sẽ được đáp ứng không biên giới 24/24 giờ. Hơn cả một địa điểm du lịch độc đáo được mệnh danh chợ không ngủ. Chợ du lịch Lào Cai, biểu tượng mới của thành phố Lào Cai. Chợ du lịch Lào Cai kết nối mọi giá trị thịnh vượng.